Thưa quý vị và các bạn, theo dữ liệu của bất động sản.com.vn thì thị trường bất động sản nhà ở cho thuê đang rất ảm đạm kể từ đầu năm cho đến nay. Cụ thể là trong tháng 7, lượt quan tâm bất động sản cho thuê tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giảm từ 20 cho tới 30% ở các loại hình nhà riêng, phòng trọ và chung cư mini. Nhà không có người thuê liên tục giảm giá vì dịch Covid-19 và kéo dài trong khi áp lực nợ treo ngày càng lớn khiến cho nhiều nhà đầu tư ở Hà Nội phải ồ ạt giao bán nhà trọ, chung cư mini để tháo khó khăn. Theo đó, tại Hà Nội, phân khúc căn hộ bình dân và trung cư mini ở các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, mặc dù nhiều chủ nhà đã giảm giá từ 10 tới 20% nhằm hỗ trợ khách thuê sau những khó khăn của dịch bệnh gây ra, nhưng tình hình không mấy được cải thiện. Thậm chí là nhiều căn hộ trung cư mini trước đây có giá thuê từ 3 tới 3,5 triệu đồng trên một tháng, nay chủ nhà giảm chỉ còn 1,8 cho tới 2,5 triệu đồng một tháng nhưng vẫn ế khách. Trước thực trạng khó khăn này, gần đây nhiều người đã ổ ạt sao bán chung cư mini và nhà trọ. Theo khảo sát, chỉ trong vòng nửa ngày có tới 374 tin giao bán tòa chung cư mini và phòng trọ ở khu vực Hà Nội, trong khi những ngày trước đó thì có tới hàng trăm lượng tin giao bán mỗi ngày. Và trong khi đó, thì các chuyên gia bất động sản cho rằng đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan mạnh và rộng hơn. Số ca nhiễm mỗi ngày được ghi nhận nhiều nhất so với các đợt dịch trước nên phân khúc nhà ở cho thuê chưa thể vực dậy sau ba lần sóng nay sóng vùi sóng thị trường cho thuê tiếp tục một giai đoạn khó khăn mới buộc nhà đầu tư phải giao bán tài sản để thoát khó khăn